chào mừng các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình em ạ. Thì hiện tại mình đang đứng ở một con xe cứu hộ mọi người nhé. Ê, và bây giờ mình sẽ chuẩn bị tiến hành mang chiếc Bugatti Chiron chúng ta đi lên thủ đô Hà Nội rồi nhé. Ê, các công tác chuẩn bị đang được tiến hành. Đấy, vậy là chúng ta sẽ di chuyển chiếc xe này đến Hà Nội làm phần nội thất mọi người nhé. Bugatti sẽ lên cái sàn này anh em ạ, lên sàn. Cái chiếc cứu hộ này mình nghĩ là phù hợp cho chiếc xe chúng ta nhé, tại vì cái sàn này nó có thể trượt xuống. Cái này còn xe này mình cao vậy cũng lên cũng hơi cao. Cái này sợ ra cái độ tải của nó. Ví dụ mà mình có cái gì thì mình đối với kích cỡ mình nhé, với những con số cũ. Cái đuôi thì không sợ, em vừa nắm rồi đuôi xe anh cũng được. Đuôi mỏng hơn. Mỏng thì nó chỉ cần bám bánh vào đây thì ra không sợ. Cái đét lên đây, lên đến đây thì không sợ. Nếu là bám vào bánh vào đây không sợ. Bám đấy chỉ cho em ngon vui vui anh. Bất kỳ, bất kỳ, bất kỳ. À vậy ạ. Em sợ cái vẻ sau cái đoạn đuôi, tức là cái xe nó dài 5 mét mà. 4 mét mấy lên cái đoạn này nó gập xuống nó chạm chạm đuôi đấy. Tại sao vậy? Vì anh nói là nó nhiều bài của xe hả? Nó bán bánh cái đây nè. Cái bánh nó không bao giờ nó vào đây được, cái đầu nó lên rồi đuôi xe. Cái bánh nó bám vào đây thì cái đuôi nó xuống đất rồi đấy. Lên xuống, hay lên xuống. Với lại chiếc xe cứu hộ này được anh cho gạch vào đây, đâu phải cây gạch vào từ đây luôn, xa ra cơ. Cái món này nó chạm gầm luôn rồi. Cái này chúng ta sẽ phải tìm cái phương án khác để cho nó lên. Nó ngang, chiều ngang khó mà. Đây đi, nó còn vướng đây nữa đi. Bình ra đi. Không khóa tay à? Không phanh tay à? À chưa có anh này. Không được phanh tay. Xe nó thấp rồi. Đi vất vả. Ê, trong cẩn thận nào. Coi những mõm này luôn. Đéo rồi. Nhét đánh đá nhé đây. Cái xe này
ghê kìa. Rồi, cứ từ từ ạ. Bây giờ bắt buộc phải dùng cái hai cái bánh xe này để luồn xuống bên dưới bánh bánh xe để tăng độ cao lên. Chúng ta đang còn tìm phương án để cho cái phần gầm này này nó thấp quá so với cái phần trượt kia. Đây hả chú? Thả máy xe ra, nhấc lắm. Cái sàn này nó sẽ về để lấy nước chứ về xem nó lên được kia. Hơi đấy rồi. Cái này tập trung đẩy hơi đẩy sang thôi. Tập trung không tập trung đẩy sang. Bởi vì cái này nó hơi hơi đây này. Chạm vào đây rồi giờ hơi tập trung. Tập trung đẩy sang. Tập trung hết sang bên này đẩy dê sang kia. Ừ đấy tập trung du bánh thôi. Tập trung du bánh trước này. Du du ngang có du được không? Không phải nhiều người cơ một người không du đâu. Không được rồi. Đấy cho sang bên này này và cho sang bên này. Không phải bên kia đẩy, bên đấy không kéo được phải đẩy. Cái nặng phải đẩy. Đấy. Dây tí một.
cho mắc cáp, nếu mắc cáp thì mình chỉnh lên thì vậy, không mình kéo lên được, mình chơi gỗ vào kéo lên nhưng mà kéo mắc cáp. Bây giờ có luộc cái cầu cầm không? Cái này trong nước tích nở được khoảng bao nhiêu một con thuyền không? Nó có một con thuyền được bước anh em xong. Bơi vo lên. Đi cá nó đùa mà cá. Nặng lắm không được coi nhỉ. Cháu gửi cái chiều nó ra cùng 15 cân 5 thôi nhá. Bê được nào. Không bê được đâu. Mang cả một thùng. Phương án này là phương án nào nó khả thi thì làm. Đấy. Bây giờ sẽ thay đổi là cho sợ hạ đây này, em bỏ em mà sợ hạ ống lốp này em phải lót vào. Rồi. Em phải lót vào mới được. Anh sợ hạ ống lốp thì lót vào. Phải lót vào mới được. Không được. Phải lót vào. Lót vào. Phải lót vào mới được. Con bay nó coi bên mình bán kéo cho vào. Qua cho đúng ạ. Thôi được rồi, không cần cho nhiều quá là nó lại thành rồi. Nó náo rồi chú. Bên nào phải cho người ta phải lóa, phải lóa là cái khôn. Cho là bánh sau. Đây là lên được. Cho miếng váng ra. Đó anh ạ, và bây giờ thì vừa mới xử lý lại xem không biết là liệu có lên được không. Cái phương án này không biết có lên được không anh ạ. Hy vọng là sẽ lên được nhé. Hy vọng là phát này là lên được anh ạ. Chắc lên được anh nhỉ. Lên được. Đúng rồi, lên được. Nó nặng nó lên lưng chừng về nó trôi xe nè. Khóa cái khóa gầm, khóa bánh lại là nguy hiểm nha. Thì một người vào đập bánh. Trôi rồi. À được. Tôi nghe mà cần lên được mà nhưng mà lại gặp một số vấn đề nữa, thế là sẽ lại phải là xử lý tiếp. À, con xe này, con siêu xe nó lên được con gầm này đau đầu quá, chết dở. Hay là giữ đây này để cho nó không trôi. Nó bằng nhôm mà.
Ôi nhưng mà hơi hơi cho làm dọc qua đây, làm dọc qua đây. Cái bánh nó hơi đánh về bên này quá không chú lợi. Để lái sang bên kia tí. Thế bên này nó hơi bênh này. Nó mà chật, sợ nó chật bánh ra này. Không chật đâu. Không sợ. Đấy, để tao nghỉ màn hình. Đó, cho sát nó xa đây anh. Sát đây mà. Bên này bánh hơi nguy hiểm này chú ạ. Bên này hơi nguy hiểm này, bên này chỉ là trượt này. Rồi. Lên này cần kéo xuống cho bác đây. Chấm ghê đấy, chấm ghê đấy. Chú à, chấm ghê bên kia bị vấp kìa. Ok mọi người ạ, đấy cuối cùng là lên rồi. Quá tuyệt vời rồi. Lên đây chưa? Lên đến đây là ok rồi. Ok rồi, ok rồi.
À đây chỉ cần máy lên thôi à? Ok rồi, xe lại. Con này là một đứa lớn, con này là một đứa lớn rồi. Quá là vất vả mọi người ạ. Cây, công cành. Đấy. Đập gạch. Sao ok. Cho con xe lên là cũng vất vả đấy. Đi chơi. Lên và lên lại kéo thôi. Và sau khoảng tầm mà 2 tiếng đồng hồ thì anh em mình cùng toàn thể gọi là đội ngũ ekip đã mang được con Bugatti Chiron này lên xe cứu hộ, và bây giờ thì bọn mình nghĩ là sẽ bắt đầu tiến hành là bé con xe này lên thủ đô nha anh em nhá. Lên thủ đô thì làm gì thì anh em sẽ biết đấy nhá. Thế nào? Phải nói là các chú quá đẳng cấp ấy. Để lần sau phải cho nó phải chế con đâu, chế con gì nhỉ, chế con gầm cao lên. Lát ngồi anh nhỉ? Không, lần sau mà làm gầm thấp. Và nếu phải tăng độ khói của game anh ạ. Mang vào cho hút xem. Tôi lái xe 30 năm, năm nay mới gặp trường hợp lần này là đầu tiên. Mang theo. Yên tâm rồi đấy, con này chỉ còn mỗi hành trình từ này lên đến đấy không có xuống đâu. À. Đấy. Nhưng mà lên thì nó khó, xuống thì chắc là sẽ đơn giản hơn một chút. Xuống là chắc dễ hơn đấy. Công nhận là rất là kỳ công anh ạ. Khi lên được 10% pin vẫn quay lên được xe rất là kỳ công đấy. Nói chung là ra rất là nhiều phương án nhưng mà phải chọn những phương án nào khả thi nhất thì mới được nó lên. Chiron này lên thủ đô nhé, để tiến hành vào cái mạng tích cho chúng ta. Công đoạn khá là nhiều bạn mong chờ, đó là làm nội thất mọi người nhé. Có di chuyển đi, di chuyển đi.
biệt anh em Quảng Ninh nhá, mình lên Hà Nội đây. Churuan lên Hà Nội để bóng nội thất. Và hiện tại tình trạng cũng khá buồn ngủ rồi anh em ạ, mà vẫn chưa đến nơi. Chắc là đi mất một lúc nữa. Thì chiếc xe đang phía bên trước kia, mình đang đi phía sau để là xem có cái tình trạng gì xảy ra không. Nếu mà có bất kỳ cái sai sót nào thì anh em mình sẽ có thể thông báo để lên tài xế, để tài xế chạy xe cứu hộ có thể dừng lại, anh em mình xử lý kịp thời anh em nhé. Nói chung là di chuyển trước này đi lên Hà Nội cũng rất là vất vả. Công đoạn đưa lên đã là khổ sở, mà đi dọc đường phải lo đấy. Tôi sợ đi dọc đường nó đang đi xe nó chạy ra ngoài đấy, rơi quá sợ lắm ạ. Cái bánh xe mình phải kê cho bánh xe khác, chứ không phải cái xe của mình nó rộng hơn là cái sàn, mà sàn của chiếc xe cứu hộ em nhé, nên là nó kiểu nó bị chênh nghênh một tí, nó rất là khó một chút, khó khăn lắm ạ. Vẫn đang xử lý nhé anh em nhé, cũng sắp xong rồi, xử lý xong là mình sẽ lại di chuyển tiếp. Ơi
hiện tại thì chiếc Bugatti Chiron của mình đang có mặt tại đất Hà Nội rồi nhá anh em nhá. Thì sắp mình nghĩ là còn một 20 cây nữa sẽ đến gara em ạ. Đang trên cầu Thanh Trì. Đang trên cầu Thanh Trì anh em nhá. Ở đây mình nhìn ra xa kia là rất là nhiều nhà cao tầng. Đồng cua đồng lên phố mà anh em ạ. Thì hiện tại của mình đang có và tại Hà Nội nhá anh em nhá. Đó, thì hiện tại đang chuẩn bị bỏ máy ra định vị vị trí để có thể di chuyển vào gara anh em ạ. Đó, đây là chiếc Bugatti Chiron đầu tiên đang có mặt tại Hà Nội. You're a rebel, getting into trouble. You are kinda like a fire, like a fire, like a fire. Unpredictable, so original. You are never backing down, backing down, backing down. That's what I like about you. So dangerous, I get this rush. When I'm with you, I go all in to lose or win. Buildings up to knock them down. It's the way we keep our high, moving like a hurricane. There will come a time for when we can wash away your sins, settle down, but until then, we're like a hurricane. Tới rồi mọi người ơi. Đang ra anh em ạ. Thank you.
Anh em giữ để không cho trôi ngược cái xuôi à? Không trôi được, không trôi được, không phải lúa. Bắn xuống đi. Đấy, ra xuống từ từ mà. Còn bắn nước kích ra lên. Nó đi cho nó xuống hẳn đi. Bịt thôi. Có để lên trên nhà không? Ok. Đấy các bạn ơi, chúng ta vừa đặt chân tới Hà Nội mọi người nhé. Hiện tại là vừa chiếc Bugatti Chiron chúng ta là vừa hạ cánh xuống mặt đất rồi. Đây, đang chuẩn bị là đi mua chút xăng để đổ vào di chuyển chiếc xe chúng ta vào gara để tiến hành là làm nội thất mọi người nhé. Đây các bạn có thể thấy đây, đây là view Hà Nội. Lùi nhé, lùi đi, lùi.
nhỉ? Mất 5 tiếng. 5 tiếng ngồi Quảng Ninh chết đây. Hết hồn với con xe. 5 tiếng lên đây này. Quá đường, sợ luôn. Đèn luôn. Cái này rớt nước mắt. Anh không mua máy em sang em bán cho coi máy đẹp. Rớt nước mắt. Siêu xe là dễ à? Siêu xe là sướng à? Vâng. Mày về quay mày phỏng vấn cho mày tăng lên TikTok của mày. Các bạn ơi, chúng ta vừa tới cái địa điểm mà để tiến hành làm nội thất cho chiếc Bugatti Chiron này nhé mọi người nhé. Thì vừa rồi cũng là một cái hành trình từ Quảng Ninh lên tới Hà Nội. Bây giờ có lẽ mình cũng xin kết thúc clip ở đây. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Nhớ đăng ký kênh cũng như là để lại ý kiến của em dưới phần bình luận của video này. Đừng quên chia sẻ để ủng hộ mình nữa nhé. Bye mọi người, hẹn clip tiếp theo.